Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan là Nhật. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người mẫu đồng hồ độc đáo của hãng Senco. Cái mẫu này thì cũng lần đầu tiên gặp. Quay clip thì không biết các bác có rõ, nhìn rõ không, nhưng mà cái đường vân cũng như các chi tiết này đều toàn bộ được làm từ nhung mọi người nhé. Họa tiết hoa trên nền nhung nổi rất là đẹp. Số la mã, và đây là em kính cong, mặt kính cong, kính mo đây, nó cũng làm cái nổi bật cho cái chiếc đồng hồ. Mặt số la mã, đặc biệt em này là kim trôi. Kim trôi thì rất là nhiều bác thích rồi. Mình trưng ở trong nhà là không, nhiều bác bảo là đêm bị ồn. Thực ra kim giật thì nó cũng không có nghe tiếng nhiều lắm, nhưng mà nhiều bác vẫn thích kim trôi hơn, thì em này cũng là được kim trôi. Máy của nó thì em sẽ chụp cho các bác ở phần đằng sau cũng như là ở ghi chú phần bài viết. Em này cũng được sản xuất tại Nhật luôn. Khi mà mình chỉnh giờ thì mình ấn cái nút ở bên dưới đây. Cái nút chỉnh giờ này thì nó khác ở những cái dòng đồng hồ khác là chỉnh đằng sau, nhưng mà em này là chỉnh đằng trước đây, rất là dễ dàng thôi. Mình lấy giờ mình chỉnh giờ như vậy. Kích thước của em đồng hồ này là 31 x 37. Size khá là to. Các bác trưng ở cái không gian phòng vintage cũng như là hiện đại để phù hợp. Bởi vì kiểu đồng hồ này khá là lạ. Bác nào hay thích sưu tầm những cái dòng đồng hồ độc lạ thì cũng có thể tham khảo em đồng hồ này. Em này mã của nó là 675. Các bác muốn biết thêm thông tin chi tiết về em này thì có thể tham khảo ở cái mã là 675 trên tất cả các kênh bán hàng của shop. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.